xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghiện truyện hôm nay chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của tập 4 và cũng là tập kết thúc của truyện tâm lý xã hội xóm à, bản thân đình duy cũng không nghĩ rằng là câu chuyện xóm này nó lại kết thúc nhanh như thế à, lẽ ra thì sẽ còn rất nhiều những diễn biến khác nữa theo như cái sự mong đợi của bản thân đình duy cũng như là quý vị khán thính giả tuy nhiên thì à, cứ mỗi một câu chuyện kết thúc thì chúng ta lại sẽ có cơ hội để tiếp tục lắng nghe những audio truyện hấp dẫn và hay hơn nữa và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xóm tập 4 và tiếp tục mong chờ những audio truyện hấp dẫn trong những ngày tiếp theo. Sau đây là xóm tập 4 qua dòng đọc Đình Duy. Có một lần Hà mới gọi đầu, công đi ngang qua, cố hít thật sâu hương tranh và tóc. Cái động tác nhẹ nhàng ấy cũng bị Huy phát hiện nên trêu. Cô tóc lại đi Hà, coi chừng gió thổi rụng hết đó. Lại có lần Hà ra về, bỏ quên cái túi giấy, Huê không thèm nhắc. Nhưng về đến nhà là trêu liền. Mày cố tình để lại cho ông thầy có phải không? Có em xì bùa cái gói nho khô đó không phải? Hà chữa thẹn bằng cách làm bộ giận hỏi lại. Bộ thì cho rằng em phải bỏ bùa mới được ấm thương à? Hôm nay công nhìn Hà một cách tha thiết mà chẳng ai để ý hay có phát hiện nhưng không buồn ghẹo. Thường thường sau khi tan học, công hay tìm cách giữ Hà ở lại lâu hơn một chút, bằng cách hỏi chuyện, cho dù những câu hỏi ấy hết sức ngô nghê như Sáng nay vừa ăn điểm tâm món gì? Đang xài dầu gội hiệu gì? Bao lâu cắt tóc một lần? Hà thích ăn trái cây chín mềm ngọt hay chua giòn giòn? Thế nhưng Hà vẫn chịu khó trả lời cặn kẽ. Hình như họ chỉ cần nhìn nhau và nghe nhau là đủ. Khi mọi người đã về hết, Hà vẫn còn nán lại. Người mở miệng trước không phải là Công, mà là Hà. Hà hỏi, Tối vừa rồi thầy có thấy em không vậy? Công lắc đầu. Trước khi đi ngủ có nhìn qua, nhưng thấy nhà Hà còn tối thôi. Hà hỏi, lúc đó mấy giờ? Công đáp, đúng 11 giờ 40 Hà cười, khoảng 2 giờ sáng thầy làm gì? Công đáp, giờ đó thì ngủ chứ còn làm gì nữa. Hà nhớn cặp chân mày lên cao hết cỡ rồi hỏi, có gặp em không? Công phì cười, ngủ thì làm sao mà gặp cho được hà gục gật cái đầu em gặp thầy nói chuyện với thầy rõ ràng mà tại sao thầy nói là không gặp em công trố mắt gặp ở đâu hà đáp không cười trong chiêm bao chứ đâu công hỏi vừa tò mò vừa cảm động chiêm bao ra sao kể nghe thử coi hà lắc đầu thôi mặc cỡ lắm công nhìn hà chăm chú năn nỉ kể đi mà bỗng dưng hà đỏ bừng cả mặt nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ ấy. Thật là một giấc chiên bao đẹp và hoang đường hết chỗ nói. Giấc mơ trong một giấc mơ, cho nên Hà bùi ngồi nối tiếc đến cả hai lần. Hà bỗng hỏi, Thầy đã hôn ai chưa vậy? Công lắc đầu, Hà nói nhỏ như lời tự sự, em cũng vậy. Thầy công trố mắt, Hà gặm. Thầy không tin phải không? Công ấp úng. Hà nói giọng buồn buồn. Có nhiều điều về em mà cho dù có nói thật, thầy cũng không tin. Rồi Hà lại hỏi, thầy biết đàn bà chứ? Công lại lắc đầu, kèm theo cái mặt đỏ như gấc chín. Hà lại nói, em cũng chưa biết đàn ông. Rồi lại hỏi, thầy có tin em không? Lần này thì công gật đầu rất sâu. Rồi cả hai cứ làm thinh mãi miết. Công chợt nhớ câu. Không nói là nói rất nhiều, nhận ra hết sức đúng trong trường hợp này. Trước khi ra về, Hà bỗng nhìn sâu vào mắt công rồi nhấn mạnh từng chữ. Em xin thầy nhớ cho là tất cả những lời em nói với thầy hôm nay đều là sự thật. Hôm sau, Hà bỗng nhiên biến mất. Điều này khiến công bứt dứt. Lớp học thiếu Hà khiến mặt công ỉu xìu như không còn sinh khí. Lý hỏi, sao thầy buồn như chết vậy thầy? Huệ nói như nạt, cái con nhỏ này biết mà còn làm bộ giả nai nữa. Bữa nay hoa không chủ đó. Đứa nào muốn hái thì lẹ tay lên. Cả lớp cười dần dần. Công cũng cố dặn ra một nụ cười. Khờ ổ khổ. Hôm sau nữa, cô gái bán chè đang thối tiền cho khách. Thấy công dắt xe ra cổng bỗng cắm đầu chạy qua. Công không để ý cứ lui cui khóa cổng. Nghe tiếng tầng hắng sau lưng. Công ngạc nhiên quay mặt nhìn rồi hỏi. Bộ bữa nay chè lại bị mặn nữa hả? À? Chẳng là một hôm nụ lỡ tay bỏ muối vào nồi chè hơi nhiều nên bán không được. Hà và công thấy tội nên mua hết rồi đãi cả nhà cả lớp, mấy thầy trò ăn căng cả bụng. Nụ lắc đầu, thò tay vào túi áo lấy ra một phong thư dán kín, đưa cho công rồi bỏ đi. Công lật đật gọi lại, sao không chờ tôi đọc cho nghe. Nụ lắc đầu, chị à nhà em đưa nó cho thầy đó. Công ngạc nhiên, sao cô không gửi cho chị Huê mà đưa cho cô. Nụ đáp nhỏ, chắc tại em không biết chữ nên Công giật mình lật đật bóc ra xem. Hà biết Anh công thương. Đây là bức thư trần tình, thú thật, nên cho phép em thay cái danh xưng thầy bằng anh, vì đó là lời xưng hô rất thật với lòng em. Trước hết em xin lỗi vì đã nói dối anh từ trước đến giờ. Em không phải trẻ mồ côi, và em được đi học đàng hoàng. Chắc anh đang tự hỏi do đâu mà em lạc bước vào nơi này, và vì lý do gì mà em cố tình xâm nhập vào đời sống của anh. Bức thư này là để giải thích cho hai câu hỏi đó. Em sinh ra trong một gia đình có thể gọi là trí thức. Bà em, mẹ em có địa vị tiếng tăm trong tỉnh mà được nhiều người kính nể. Em là con gái út, chỉ có một người anh hơn em đúng một con giáp. Năm em 12 tuổi, nhà em đột nhiên phất lên. Mẹ em phá bỏ căn nhà ngói xưa đã cũ rồi xây lên căn lầu 4 tầng Nhà cao sinh thêm nhiều việc, mẹ em phải thuê người giúp, từng ô xin đến rồi đi, họ chẳng ở được lâu bởi mẹ em vô cùng khó tính. Năm em học lớp 8, mẹ em thuê được một cô gái Tây nguyên người Kinh Lai Hơ Mông tên Non. Chị Non tuy lớn tuổi hơn nhưng lại thấp và nhẹ hơn em đến mấy ký, cũng hiền lành và nhút nhát hơn em gấp mấy lần. Ngày đầu khi mới đến trông chị như trái gòn khô chị mặc cái áo có miếng vá trên lưng và chiếc quần đã ngắn hành lý chị mang theo là một cái túi ni lông trong đó chỉ có mỗi một bộ quần áo bộ đồ này rách nhiều hơn cái bộ chị đang mặc giờ dĩ em nhớ cái chi tiết đó vì ngày hôm sau mẹ em biểu em còn coi có bộ đồ nào không mặc nữa thì cho nó để khách tới nhà mà thấy người làm của mình ăn mặc rách dưới người ta khinh em soạn ra bốn năm bộ gì đó đem xuống cho chị chắc chị mừng lắm vì em thấy khi nhận cái chồng quần áo từ tay em, tay của chị run run từng ngón. Em vốn thích có chị, nên mê chị non lắm. Chị lại mang cái phong vị của rừng của núi là lạ, nên thu hút em mãnh liệt. Em cứ đeo theo chị mà hỏi hết cái này đến cái khác. Chị non vừa bỏ lại đứa em gái trạc tuổi em, nên thương và chiều em rất bực. Em mê chị cho đến nỗi tan học là chạy u về nhà để nói chuyện với chị. Thậm chí còn dù chị tắm chung để được gội đầu kỳ lưng cho nhau, chị lớn hơn em nên mắc cỡ tụi em chỉ bỏ áo ra để tắm chung chị non kỳ lưng trải tóc cho em nhẹ nhàng còn hơn mẹ chị còn dạy cho em thổi kèn lá và hát những bài có âm điệu rất hay rất lạ từ ngày có chị non đời sống của em được lấp đầy những niềm vui em chỉ nhận nhận và nhận thôi chứ chưa cho chị lại thứ gì chị non thương gia đình lắm chị dành hết tiền lương để gửi về nhà chứ không xài một đồng nào không dám mua sắm bất cứ thứ gì sáng nào cũng chỉ ăn điểm tâm bằng cơm nguội. Những lần mua hủ tiếu cho em, chị hay lựa cái tô thật to, xin thêm nước lèo thật nhiều. Em ăn hủ tiếu xong, chị bới cơm vào nước lèo còn dư, rồi ăn một cách ngon lành. Bây giờ, mỗi lần nhớ tới là em rơi nước mắt, cho hồi đó thì chẳng hề quan tâm. Đang là một con vịt còi xấu xí, đùng một cái chị non trở thành nàng công chúa tiên Nga vô cùng xinh đẹp. Chị cao phồng lên, da trắng bắp, mịn màng với đôi mắt gần như toàn tròng đen ướt rượt như dầm trong nước một đêm kia đang ngủ em bỗng giật mình vì nghe tiếng lao sao ở nhà dưới kê đó là tiếng tát tay rất mạnh và tiếng mẹ quát to mày dù do ông bao lâu rồi em nghe tiếng chị non nức nở rồi tiếng mẹ em hăm dọa tao sẽ cho công an cầm đầu mày tao sẽ mời ba mày lên đây nói chuyện chị non năn nỉ con lại cô cô đừng cho ba con hay ba con mà nghe chuyện này chắc giết cho con chết Em nghe tiếng chân anh hai chạy từ trên lầu ba xuống. Anh hỏi em, có chuyện gì vậy nhỏ? Em vừa khóc vừa trả lời, mẹ em đánh chị non. Ông anh của em đâm đầu chạy xuống. Chị non thấy anh thì ôm chầm lấy và khóc to. Anh ơi, cứu dùm em, mẹ anh đòi thưa công an bắt em. Mẹ em cười gần. Bởi ra hai cho con nhà này chui chung một lỗ. Em nghe tiếng anh hai quát to. Non, vậy cái tay trong bụng của em là của ai? Chị khóc dòng, còn mẹ em thì nắm tóc chị trong tay rồi đập cái đầu của chị vô tường nghe bốp bốp. Anh hai và ba em, những người đẩy chị vào hoàn cảnh này vẫn im thiên thít đứng nhìn, chẳng ai ra tay hay lên tiếng ngăn cản. Khuya đó, em nghe tiếng gõ nhẹ nhẹ trên cửa phòng mình, em mở cửa ra. Chị non đứng trước mặt em, với mái tóc rối nùi và đôi mắt sưng hút. Chị nói nhỏ xíu, chị muốn trốn đi mà không có tiền, em cho chị xin. Em bội hỏi, chị về nhà hả? Chị lắc đầu, chị đâu dám về nhà, ba chị giết chết. Em nói, chị ở lại đây đi, em năn để mẹ dùm cho. Chị lắc đầu, cô nói sáng nay cô sẽ đem chị ra công an. Chị sợ tù lắm, em cho chị mượn đi, mai mốt thế nào chị cũng làm ra tiền, chị sẽ đi tìm em rồi trả lại. Em moi hết tiền trong ống heo ra, đưa cho chị. Lát sau nghe thấy tiếng đẩy cửa rất nhẹ, rồi tiếng khép cửa mạnh tay hơn và tiếng dép xa dần ngay sáng hôm ấy mẹ em làm đơn báo với công an là chị đã trộm hết tiền và vàng của nhà em rồi bỏ trốn từ đó em không còn kính trọng ba mẹ nữa một hôm dì năm người bà con bên mẹ đến thăm dì nói rằng thằng phong con của dì đang học ở sài gòn hôm tết về thăm nhà nó nói nó gặp chị non vác cái bụng to đứng ở con đường huyền trân công chúa là tụ điểm đón khách của mấy cô gái ăn xương. mẹ em nghe vậy đã không còn ăn năn còn rùa chị một trật Từ khi nghe chị non rơi vào cái nghề đó, em hay tìm hiểu về những cô gái bất hạnh như chị. Qua sách vở, báo chí và những câu chuyện thật nghe được, em hết sức đau lòng và thương xót họ. Em nuôi ý định sẽ đi tìm chị non cho bằng được. Bây giờ, khi đã biết những cô gái giang hồ phải chịu đựng tồi cực như thế nào, em càng căm giận cái việc chị non bị anh hai em dụ dỗ, ba em cưỡng bức và mẹ em vô khống em cho rằng vì thương và không muốn xa em mà chị non đã nấn ná chịu đựng lâu đến vậy. Em quyết thay gia đình đền tội nên vào Sài Gòn học với mục đích đi tìm chị. Em biết phải thâm nhập vào mấy cái trâu ăn chơi mới có cơ hội nên xin bỏ làm trong mấy cái ba mục đích tiếp cận với những người giống chị để hỏi thăm nhưng bóng chim tăm cá. Em tìm đến xóm này với hy vọng có người biết tin tức của chị càng hiểu rõ tình cảnh những chị ở đây em càng nhận ra rằng những kẻ may mắn như mình không ít thì nhiều đều nợ những người phụ nữ bất hạnh ấy em cho rằng những người càng sở hữu nhiều thứ càng có hạnh phúc đều càng phải gánh trách nhiệm giúp đỡ họ em được tru cấp đầy đủ không phải lo về chuyện tiền nong nên không cần phải bán thân chuyện của chị non khiến em kinh sợ đàn ông nên dù giao dịch thường xuyên với họ em chưa bao giờ rung động Hai người đàn ông mà em đã hết sức thương yêu tôn trọng, ba và anh hai của em, họ đều có cái vỏ bọc trí thức, tuy chưa được dán các mác đạo đức, nhưng đều được mọi người cho là có phẩm hạnh. Ấy vậy mà cùng lợi dụng một cô gái hết sức trong trắng, ngây thơ. Họ đã khiến em có thành kiến về giới nam, nhất là những người thuộc tầng lớp trên, cho nên em chỉ muốn thay chị non mà đánh cho họ một trận tơi bời để họ tờn, không dám đụng tới phụ nữ nữa lần đầu gặp các anh, em đã vội vã kết luận rằng đây là bọn đôi trụy tìm đến xóm này để nhìn cho đã mắt, sờ cho đã tay nên dắp tâm hành hạ cho bỏ ghét. Thế rồi em nhận ra các anh, nhất là anh, hoàn toàn tương phản với cái thành kiến mà em khắc trong đầu. Dù em đang mang lốt gái giang hồ, anh vẫn đối xử với em hết sức trân trọng như với một cô tiểu thư trinh bạch, đoan trang, nề nếp. Điều này khiến em vô cùng cảm kích. Lần đầu tiên em đã rung động. Em suy nghĩ về anh liên tục, đến độ khi ngủ cũng gặp anh trong giấc chiêm bao. Anh như thiên nắng ấm, khiến tảng băng trong em dần tan chảy. Càng biết về anh, em càng quý mến thêm. Đã bao lần em định thú thật mọi việc với anh. Đã bao lần em định từ bỏ mục đích tìm kiếm chị non, tự xóa nợ cho mình để cùng anh bắt đầu một cuộc đời mới. Thế nhưng, đôi mắt dưng vù và mái tóc rối bù của chị non lại hiện lên rõ rệt trong đầu em. Em chưa tìm ra được chị non, món nợ ấy chưa trả xong, em chưa thể yên tâm đáp lại tấm tình của anh. Hôm qua em nghe một ông khách kể lại rằng, ông có gặp một cô gái rất đẹp, làm trong quán rượu ở Hải Phòng, có biệt tài thổi kèn lá rất hay. Linh tính cho em biết, đó chính là chị non. Lần này em quyết không vụt mất chị như bao lần trước. Em tin rằng ơn trên sẽ cảm chứng cho lời cầu xin chân thành của mình. Rồi cho em gặp chị. Chúng em sẽ có một cái Tết ý nghĩa nhất và vui hơn bao giờ hết. Vì vậy mà em quyết định lên đường ngay hôm nay. Khi anh đọc bức thư này, chắc em đang ngồi ngủ gục trên một chiếc xe đỏ đang bòn bòn bắc tiến. Chuyến đi này quá vội vàng, nên là mang theo rất ít hành lý. Thế nhưng lòng em lại hết sức nặng nề, bởi mang nặng cảm giác con lỗi với anh. Xin anh hãy tha cho em cái tội nói dối, trêu chọc, giả vờ bất hạnh, nhằm thâu tóm lòng thương của anh. Trời đã phạt em rồi. Ngay lúc này em đang cảm thấy vô cùng đau khổ khi sắp phải xa anh. Có một điều em muốn xin anh. Đó là hãy cố duy trì cái lớp học bụi đời này dùm em. Anh hãy là một ông thầy thật tốt. Hãy giúp học trò của mình một cách tận tình, làm bất cứ điều gì cần thiết, chứ không chỉ cho họ những con chữ. Đó là cách mà anh đã đi vào tim em đó cũng là cách anh thay em trả nợ em hứa khi tìm gặp chị non yên tâm về chị rồi em sẽ về đây cùng anh dạy học thương và kính trọng anh rất nhiều hà công vốn có cái nhìn độc lập không a dua theo những người xung quanh chàng cũng không chấp nhận cái thang giá trị mà xã hội đang áp dụng chàng cho rằng chính nó đã khiến cho người ta trở nên giả dối và trà đạp lên nhau để leo lên càng cao càng tốt chẳng nhận thấy những người vẫn đứng yên trên mặt đất chưa đặt chân lên bất cứ bậc thang nào mới chính là người còn tính nhân bản nhất và buồn thay những tầng lớp càng cao lại càng dễ bị hù hóa đối với công những cô gái như phụng như huê đáng được trân trọng hơn những ông y bà x rất nhiều bởi họ đáp ứng được những nhu cầu của xã hội bằng chính công sức của mình nhưng lại chịu đựng sự bất công nhiều nhất Trước đây công chỉ yêu Hà qua đường mắt, thế nhưng bức thư của Hà khiến chàng nhận ra tâm hồn cô rất đẹp và vô cùng trong sáng. Bức thư ấy tiêm vào người công một liều sống hết sức dồi dào, chàng giảng dạy một cách hăng say và hay chú ý đến biểu hiện của từng người. Hệ thế ai có dấu hiệu lo âu, buồn bực là sán đến hỏi thăm liền. Các chị cần bất cứ điều gì cứ nói cho tôi biết nhé, đừng có ngại. Câu nói ấy được lập đi lập lại hoài khiến các cô học trò đâm bực họ vốn ghét bị thương hại thế nhưng về chân thành trong giọng nói ánh mắt của chàng khiến họ cảm động họ tự hỏi phải chăng nhờ thất tình mà ông thầy trẻ này bỗng có tấm lòng bác đại quá cỡ như vậy như thể cái con sông tình ấy không thể chút nước ra biển được nên chảy tràn lan bao trùm khắp mặt đất mấy chàng trai cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ của công trong khi sự vắng mặt của hà làm cuộc sống đối với họ trở nên nhạt nhẽo như nồi canh thiếu muối thì gương mặt công lại lồng lộng một niềm vui họ gặng hỏi nhưng công cứ chối bay chối biến thế là họ hè nhau trói gô tràng lại rồi lục soát tất cả vật dụng và khắp người chàng từ chân tơ kệ tóc họ phát hiện lá thư nằm trong cái ví nếp kẹp bức thư ấy được họ tiếp nhận theo hai hướng hoàn toàn khác biệt dưới mắt dự tâm hà càng đẹp lên bao nhiêu thì đối với hy cô nàng càng xấu hơn bấy nhiêu bởi chẳng chẳng tin một chữ nào trong đó. Riêng tánh thì bắt đầu mất dần sự quyết đoán. Đầm giá nghi ngờ phải chăng mình là người có tính bi quan. Một hôm Huê cố tình ra về sau chót và nói với công. Tôi có chuyện này muốn nhờ, không biết thầy có giúp được không? Công mừng như bắt được vàng hỏi liền. Chuyện gì vậy? Chỉ cứ nói đi, tôi hứa sẽ dốc hết sức. Không chờ công nói dứt, Huê lắc đầu. Tôi không có nghi ngờ lòng tốt của thầy, chỉ sợ thầy không có khả năng công hỏi tới chuyện lớn lao cỡ nào đâu chỉ nói từ coi huê thở dài cây con nụ bán trẻ đó sắp bị bà má nuôi của nó bán qua hàn quốc rồi nó buồn lắm khóc tới sưng húp cặp mắt nó nghe đồn có một cô dâu việt bị ông chồng hàn đánh chết nên sợ tới mất hồn muốn bỏ trốn mà không biết đi đâu ngừng lại và thăm dò phản ứng của công một lát huê hỏi tôi nghe thầy nói nhà thầy chỉ có hai mẹ con Huê vừa nói tới đó là công lấy tay phát và đùi đánh trách một tiếng rồi la to. Đúng rồi, đúng rồi, cho cố về ở với má tôi, học nghề may hoặc bán trẻ tiếp cũng được. Huê cảm động hỏi, biết má thầy có chịu nuôi nó hay không? Công gật đầu lia lịa, chịu, chịu mà, tôi mà nói là má chịu liền, chị không biết chứ, má tôi thích làm phước lắm. Vậy là họ bắt tay vào việc soạn thảo kế hoạch giúp nụ. Hôm sau, khi gánh trẻ xuất hiện, bà con ngạc nhiên khi thấy ngoài Huê, Phụng, hai vị khách thường trực còn có công ông thầy giáo tuy nhỏ tuổi nhưng chẳng thiếu tác phong mô phạm ấy cũng ngồi húp chè chung với họ cái hình ảnh ngồi ngoài đường ăn mấy món của đàn bà này làm giảm thể diện của đàn ông dữ lắm huống chi còn là ông thầy hẳn hoi cho nên đây có thể coi là sự hy sinh lớn lao nhất của công đúng với sự trù liệu của mọi người nộ mừng như chết đi sống lại cô nói và khóc một lượt mà em biểu nghỉ liền mà trời xui khiến hay sao Nên em cứ đòi đi bán cho bằng được Tính từ giã mấy chị xong là Đi mua một vị thuốc ngủ về uống Cho em hết dám sống Huê nói Nếu mà đã tính cái nước đó thì phải làm liền tay mới được Mấy có đem giấy tờ theo không Nụ lắc đầu Mà em giữ hết rồi Em chỉ có mỗi một bộ đồ trên mình thôi Công hỏi Năm nay nụ bao nhiêu tuổi Nụ đáp Em mới làm chứng minh nhân dân năm ngoái Công nói Nhờ nụ thấp Nên còn thấy nhỏ lắm nếu về quê tôi, có ai hỏi thì nói bớt đi vài tuổi chắc người ta cũng tin, không bị xét giấy tờ đâu. Huy gật đầu. Thầy nói có lý, cái chuyện cứu người phải đặt lên hàng đầu, ba cái giấy tờ tới đâu tính tới đó. Nộ hỏi dồn, hôm nay mình đi luôn được không chị? Huy lắc đầu, gấp quá, sợ không tiện. Chờ ông thầy báo trước cho bà bác một tiếng, trước khi không mà A thần phù xông tới chắc... Không gạt phát, không sao đâu, mà tôi dễ thông cảm lắm, mấy cô đừng lo mấy cô gái trong xóm thấy họ trong đầu bàn tán rôm giả thì tò mò quá đỗi bèn lấy cỡ ăn chè để đến do thám nhờ vậy mà gánh chè bán hết veo năm ấy gia đình dì năm má công có một cái tết vui vẻ nhất từ trước đến giờ dì năm cũng giống như hầu hết những người dân miền đồng bằng sông cửu mang tính chất của nước nên luôn hướng về những chỗ trũng xúc động trước hoàn cảnh quá đáng thương nên dì xem nụ như con đẻ chiếc áo bà ba của cô càng khiến cảm tình của dì gia tăng gấp bội dì là đật cắt may liền tù tì cho nụ thêm hai bộ nữa hai bộ đồ mới một ngôi nhà mới một bà mẹ mới một ông anh mới khiến nụ cũng mới tinh luôn những nét lo buồn tăm tối đeo bá mấy hôm trước đã gột sạch gương mặt cô gương mặt cô bỗng sáng trưng như đồng xu mới ngoài nụ ra còn có huê cô gái giang hồ dày dạn ấy đã thay đổi tính cách hoàn toàn khiến công trời bới chẳng những bỏ cái thái độ khinh bạc bất cần đời cái lối nói năng bạt mạng mà cô còn bỏ gói thuốc lá bật bất ly thân tại sài gòn bởi ngoài mục đích đưa nụ đến tận nơi để tận mắt chứng kiến và an tâm về nụ huê còn muốn nhân cái dịp này lái cuộc đời mình sang hướng khác chính tấm lòng chân chất sự chào đón nhiệt tình của dì năm đã giúp huê có một niềm vui niềm vui đó như một con sóng nâng cô lên cao vượt qua những trở ngại mà bình thường huê không thể khắc phục cuộc sống bình dị và thiên nhiên ở đây đã sanh hóa cái tâm hồn chớm già héo của cô một hôm khi tận mắt chiêm ngưỡng cái cảnh vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm chiều của căn nhà kế bên huê bỗng xúc động rồi nghe lòng nhoi nhói cái hạt mầm của niềm mơ ước như được chan tưới đầm đìa đang cố đầm vỡ mặt đất để chui lên huê nói với dì năm giọng nửa đùa nửa thật dì năm coi ở đây công nào còn ở không làm mai cho con một người đi dì năm hỏi lại con nói thiệt hay chơi đàn ông ế vợ sống này cả đống kìa Huy ngạc nhiên thiệt sao gì dì? dì năm gật đầu mấy cô gái bây giờ thích lấy chồng xa không à càng xa càng tốt cho nên trai làng không lọt vô mắt họ nổi dì chắt lưỡi con đẹp như thế này đang sống ở sài gòn sướng gần chết sao lại huê cười buồn coi vậy chứ sống ở đó không dễ đâu gì cái môi trường cá lớn Cá bé nhút chung thì bọn cá bé như tụi con bị chảy vi chóc vậy là điều không thể tránh. Rồi Huy tâm sự một cách chân thành. Con thích ở gần gì lắm, không cần phải có chồng cũng được. Dì coi có việc gì giúp con kiếm ngày hai bữa cơm là được. Dì Năm nói, xứ này làm giàu thì khó, chứ kiếm đủ ăn là dư sức, miễn chịu cực một chút, chẳng nói đâu xa. Như con mà muốn như vậy thì để dì đi lãnh đồ ở mấy cái tiệm về cho con đơm nút, bắt lai like cũng dư sống. Huy gặng, thiệt không gì? Dì Năm gật đầu, thiệt chứ. Còn không thôi thì dì đi mua vài khúc về may đồ con nít rồi đem bỏ đi mấy cái sạp cũng ăn lắm đó. Cùng lắm thì mình đi làm cỏ, đánh lá mía, tỉa đậu. Ở xóm này có mấy người già không có con cháu, cũng được bà con chăm sóc, không ai bị chết đói đâu mà sợ. Cái bến bờ bình yên mờ mịt mà Huy Hằng mong mỏi đã bắt đầu xuất hiện ở chân trời. Nếu mơ ước lấy ông chồng già, giàu có để hưởng gia tài trước kia, e rằng sẽ bị lộn ngược hoàn toàn. Thế rồi, cái đám cưới bình dị mà Huy mơ ước cũng trở thành hiện thực. Một người đàn ông trong xóm, không giàu, nhưng chăm chỉ, sức khỏe tốt, lại còn độc thân, đã tình nguyện chui vào chiếc lưới hôn nhân với cô. Dịp này, các cô gái trong xóm được mời tất tần tật. Nhà của công hôm đó được trang hoàng hết sức đẹp. Cái cổng trào được kết bằng bông và lá đùng đình với hình rồng hình phụng, khiến cái đám cưới trở nên trang trọng, vượt quá lòng mong đợi của Huê thấy trong mắt Huê hiện hết buồn buồn, nụ hỏi, sao ngắm mặt chị không được vui vậy? Tao nhớ con Hà. Nụ bỗng sụt sùi, em cũng vậy, chỉ có mời không mà không thấy chị tới. Huê thở dài, tao có nhờ thầy công viết thơ báo cho nó biết, không thấy nó hồi âm, không biết có nhận được hay không. Nụ an ủi chắc chị sắp tới rồi đó, không chừng ngày mai chỉ có mặt trong nhóm đưa dâu, tới chừng đó em nhường cái vai dâu phụ này lại cho chị đó. Huê gẹo, vậy là mày bỏ chú rẻ phụ luôn hả? Mặt nụ đỏ bừng y như cái bông mồng gà. Từ những ngày đầu tiên đến đây, nụ đã lọt vào mắt xanh của do, người anh ốm yếu mà dự thương yêu rất mực. Ai nói cầu yêu thì ốm mà ôm thì yếu là sao? Lấy do ra làm thí dụ điển hình mới thấy câu đó chật lất. Người con trai nhút nhát thụ động ấy bỗng trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Vẻ nhu mì, tính hiền hậu của nụ đã làm trái tim do đập rộn rã khiến máu chạy đều khắp cơ thể, rồi ra cố lại mọi chỗ hỏng hóc. Làn da xanh xao với gương mặt âm u đã biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi tắn, ấm áp như đốm lửa, khiến mặt mũi do bừng sáng, hồng hào hẳn lên. Do vốn nhát gái, vậy mà không hiểu sao, ngay lần đầu tiên thấy nụ, anh đã bám dính khắng, chàng đã mạnh dạn tỏ tình ngay trong lần gặp thứ ba. Do không nói nhiều, anh mượn việc làm để thể hiện cái tình đang sôi sùng sục của mình. Nhờ quan tâm đến nụ từ chân tờ kệ tóc, chẳng biết nụ khao khát việc biết đọc biết biết, nên ngày nào cũng túc trực ở tiệm may để dạy cho nàng. Lần đầu tiên, nụ được một người con trai đối xử với mình một cách thương yêu, trân trọng, nên vô cùng cảm kích. Khi bàn tay do chùm lên tay nụ để tập tành viết con chữ đầu tiên, nụ đã chơi với, đã xúc động đến rưng rưng và đã biết cái vị của tình yêu là như thế nào huê biết vậy nên thường ghẹo không chừng mày lấy chồng trước tao đó Nụ nghe vậy thì đỏ rực cả mặt nhưng không chối đây đẩy như các cô gái khác thế nên ai cũng chắc mầm là sau cái đám cưới của huê sẽ là cái đám cưới của nụ nào ngờ khi dì năm má công loan báo cho chàng bằng giọng ngượng ngập rằng bà sẽ bước thêm bước nữa công đã mừng đến giàn ruộng nước mắt chàng thầm cảm ơn các cô gái xóm đã đem lòng mong mỏi một cuộc hôn nhân tốt đẹp ra bàn luận với nhau khiến cái thành trì của má mình bị phá sập. Sợ công buồn, dì năm an ủi. Má vẫn ở nhà của mình, chừng nào con cưới vợ, má sẽ chuyển nghề cho nó, giao cái tiềm lại cho vợ con, rồi mới về nhà của ông. Câu nói của dì khiến lòng chàng càng nôn nao, tông hét vang trong lòng. Hà ơi, em ở đâu? Về đây với anh lại lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 và cũng là tập kết thúc của chuyện tâm lý xã hội xóm. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo.